chủ tọa Nguyễn Hòa Bình có nói là luật sư đã được mời tham dự và đã tạo cái điều kiện cho luật sư là trình bày về các cái chứng cứ mới, và sau đó thì luật sư có được làm việc với thư ký của tòa án nhân dân tối cao, và coi như là bắt đầu cái giai đoạn từ chiều nay là gọi là làm việc nội bộ, chủ yếu là xem xét đánh giá chứng cứ các cái tài liệu có trong giấy tờ đó, cho nên là tôi không có cần thiết phải tham dự phiên tòa nữa. Đó là cái ý của chủ tòa. Thì sau đó thì tôi có làm một cái đơn, tôi đề nghị là được tiếp tục tham dự cho nó đủ 3 ngày của phiên tòa giám đốc thẩm. Tuy nhiên thì chủ tòa sau đó có nói là đã có trao đổi với hội đồng thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao viên giám đốc thẩm và xét thấy rằng là không cần thiết phải có mặt luật sư. Từ trước tới nay là không có luật sư, cho nên là trong trường hợp này đã được mời, luật sư đã được mời và trình bày với một cái thời gian là khoảng 20-30 phút như vậy là đã là rất là ghi nhận rồi đó. Thì tôi có trao đổi với phía bên viện tối cao, và sau đó thì tôi có cung cấp một số cái tài liệu chứng cứ với viện sát tối cao. Và cái phiên tòa hôm nay thì phía viện sát tối cao người ta đã trình bày nguyên văn cái nội dung của quyết định kháng nghị, và tôi cũng cho rằng là mặc dù là làm việc nội bộ nhưng mà tôi cũng hy vọng là tòa sẽ hội đồng giám đốc thẩm để xem xét một cách là thận trọng và có cái phán quyết hợp lý. Còn cái phần của tôi thì coi như là tôi nghĩ là cũng đã hoàn tất. Sau phiên tòa thì tôi cũng vừa có làm việc với bên gọi là cái bộ phận văn thư của tòa án. Đúng rồi. Và trong đó thì tôi cũng đã có trình bày về một số cái thông tin chứng cứ, cũng như là tôi cũng có cung cấp thêm một số cái thông tin chứng cứ có liên quan. Những cái thông tin chứng cứ này thì nó cũng là phụ thôi, nhưng mà sẽ góp phần với hội đồng thẩm phán để có những cái phán quyết cho nó tốt. Cái ý kiến cuối thì tôi cũng mong rằng là tôi đã trình bày ở tòa rồi, và tôi cũng có cái niềm tin là hội đồng sẽ cẩn trọng để đưa ra cái phán quyết của mình.